những dự đoán về cuộc chiến tranh lạnh sắp tới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cùng những sự kiện đang diễn ra tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có một cuộc đối đầu gián tiếp tại chiến trường Đài Loan, quốc gia Cộng hòa Lập hiến Trung Hoa Dân Quốc, hay còn gọi là Đài Loan, là một trong những đơn vị hành chính của Trung Quốc từ sau Thế chiến thứ hai. Kể từ đó, các phong trào ly khai Đài Loan vẫn liên tục được diễn ra dưới sự ủng hộ không chính thức từ phía Hoa Kỳ. Đặc biệt là trong thời điểm gần đây, khi mà Mỹ và Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng tồi tệ nhất kể từ khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Trong lễ kỷ niệm quốc khánh hôm 10 tháng 10, Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã có bài phát biểu kêu gọi Trung Quốc thay đổi quan điểm và cùng Đài Loan tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hòa bình xuyên eo biển. Nhưng cũng cùng ngày hôm đó, quân đội Trung Quốc đã 16 lần điều máy bay quân sự bay vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, tuyên bố tổ chức tập trận gần eo biển Đài Loan. Cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị mới như máy bay không người lái, tàu đổ bộ, trực thăng quân sự và tên lửa tầm trung, cùng các lực lượng đặc nhiệm và lính dù. Trong đó có các lực lượng từ nhiều địa điểm ở các tỉnh ven biển là Quảng Đông và Phúc Kiến. Kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc sau đó công bố đoạn video cảnh quân đội nước này tập trận bắn đạn thật. Các binh sĩ Trung Quốc tập trận mô phỏng tấn công vào một hòn đảo không xác định. Bên cạnh đó, một cuộc tập trận bắn đạn thật khác cũng được tổ chức trên bán đảo Cù Lôi, Phúc Kiến trong 4 ngày. Tờ Thời báo Hoàn Cầu tuyên bố mục đích tập trận. Quân đội Trung Quốc tổ chức tập trận đổ bộ để cho thấy ý chí vững chắc chống lại những người có chủ trương ly khai Đài Loan. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và từng tuyên bố không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất hòn đảo này. Ngày 12 tháng 10, một đề xuất được phía Hoa Kỳ tiết lộ, Nhà Trắng đang chuẩn bị cung cấp 3 gói vũ khí cho Đài Loan. Việc phê duyệt 3 gói vũ khí trước cuộc bầu cử Mỹ có thể khiến Trung Quốc tức giận. Trong tháng 9, Reuters từng đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên Trung Quốc bằng việc tìm cách thông qua 7 gói vũ khí lớn cho Đài Loan. Đến nay, 3 trong số các gói mua bán vũ khí đã được Bộ Ngoại giao phê duyệt. Các thông báo không chính thức cho biết 3 gói vũ khí được phê duyệt gồm hệ thống rocket phóng loạt cơ động cao SIMARS, tên lửa không đối đất tầm xa Slammer và trạm cảm biến gắn ngoài cho tiêm kích F-16, cho phép truyền hình ảnh và dữ liệu theo thời gian thực để trạm chỉ huy mặt đất. Một số hệ thống vũ khí khác nằm trong đề xuất gồm máy bay không người lái cỡ lớn, hệ thống phòng thủ bờ biển sử dụng tên lửa chống hạm Hadron và thủy lôi để ngăn chặn các cuộc đổ bộ. Một ngày sau khi Nhà Trắng phê duyệt kế hoạch bán vũ khí tối tân cho Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật nhằm thử nghiệm một loạt tên lửa chống tăng sử dụng bệ phóng xe cơ giới mới phát triển ở Vịnh Bột Hải. Cũng trong ngày 13 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa hợp pháp và phù hợp đối với 3 hợp đồng vũ khí bán cho Đài Loan mà Nhà Trắng vừa phê duyệt. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố Mỹ nên ngay lập tức hủy bỏ hợp đồng bán vũ khí, chấm dứt mọi hợp đồng vũ khí đã ký và cắt đứt quan hệ quân sự với Đài Loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng yêu cầu các binh sĩ tập trung tinh thần và năng lượng để chuẩn bị cho chiến tranh.